Chào các bạn nghe, cái này mình đi vô con đường đồng quê ruộng lúa nha các bạn. Giờ mình đi vô cái đồng ruộng của người Khmer các bạn. Để mình đi vòng vòng đi, hôm nay có cái gì các bạn. Ở đây có mấy bác nông dân đang trồng cây các bạn. Ở đây đồng ruộng, đồng lúa các bạn, ở đây cái bên núi. Đường đi quanh co vui lắm các bạn. Nhìn đẹp vô cùng, hoang sơ vô cùng, thiên nhiên vô cùng các bạn. Này là cảnh đồng lúa, đồng ruộng Việt Nam các bạn. Trong giữa cái đồng này thì nó có làm một cái con đường, đắp con đường để mình vận tải kéo lúa lưu thông các bạn, đi di chuyển vô đồng ruộng á, đi thăm ruộng, đi dễ phân, xịt thuốc rồi các bạn. Có một bác nông dân đang đi ra kìa các bạn, để mình chạy vô. Đây ở trước mặt thì có mấy người tập thể dục các bạn. Thấy cảnh đẹp quá, mình vô đây mình quay cho các bạn coi. Ở đây có cây hút nốt rồi các bạn. Con chào chú ạ. Đây có chú tập thể dục. Đi không chú ra luôn rồi anh ơi. Ở đây thì có mấy cô đang làm ruộng bạn, buổi chiều nè, nắng đẹp lắm các bạn, dậu ngay mặt luôn. Trong đồng này có mấy cây hút nốt này, đúng là đặc sản đặc biệt của người dân tộc các bạn ơi. Ở đây có một xe đang đậu đi vô ruộng rồi. Con đường này quanh co vui lắm các bạn. Này chị tập dục cũng tốt cho sức khỏe mà, này nghe ngắm cảnh nữa. Chạy ngang cái sông, cái chạy ngang này mà một cô gái này mà chọc cái chữ biến thái thì chết. Em gì ơi, em gì ơi, em tên gì hế, em gì ơi. Một cô gái rất là xinh đang đi chạy tập thể dục các bạn. Ở đây trong đó có mấy cô cũng làm ruộng. Giữa đồng mà có cây nước các bạn, cây nước này chắc để dùng để bơm nước để tưới tiêu quá. Đây lúa khô cằn quá các bạn ơi. Ở đây đang bị thiếu nước, gọi là trầm trọng rồi. Cho nên cái lúa nó không có tốt, bị hạn hán dưới gần núi, cái nắng nóng dữ lắm, cho nên lúa không có tốt. Này lúa mới vừa xạ nè. Em chào anh luôn, anh gì ơi, anh gì ơi. Gặp một anh tập dục nữa. Để mình chạy thử ơi, trong con đường này có gì thú vị các bạn. Con đường này chắc chạy mình kéo dài một lát là mình đi vô trong cái phơm sóc của mấy người dân tộc Khmer các bạn. Núi trùng trùng điệp điệp. Ở đây có trồng cái hàng dừa này các bạn. Chạy con đường này vui lắm. Đường này vắng quá, ở ngoài kia mấy bạn kia, mấy anh kia không có chạy vô tập dục nữa các bạn. Quay lại rồi, có mình chạy vô đây à. Này vô trống cùng đường chưa anh? Này chắc chạy lại đó có đường ra ha. Chạy vô đi chơi. Ở
này mình đi theo chân cái chú người dân tộc Khmer, bạn đang xịt thuốc này các bạn. Chú đang quẩy bình trước mặt đó. Ở đây thì lúa ở vùng gần núi bạn thì đất này nó cao, nó khô cằn lắm, đang thiếu nước các bạn. Xịt thuốc sâu thì hôi lắm nha các bạn. Cái đám lúa của chú đang xịt các bạn, lúa thấy tốt hơn đám lúa cái bên này các bạn. Đám lúa cái bên nhìn thấy khô cằn lắm, nhìn thấy đang thiếu chất dưỡng. Cái này như mới giải phân này, có hạt phân các bạn. Thì cái này là cái người nông dân ở đồng quê miền Tây là vậy đó các bạn. Thì người ta làm lúa phải xịt thuốc vậy các bạn. Thì nhìn cực lắm, khổ lắm các bạn. Để làm cái đồng tiền nó phải dễ đâu. Đây các bác nông dân thì rất là cằn cỗi. Đây chú này là xịt thuốc là người dân tộc Khmer nha, chứ không phải là người Kinh mình nha các bạn. Thì chú đang quẩy bình xịt thuốc các bạn. Thì cái miếng đất này chắc cỡ 3.000 mét vuông, là tương đương 3 công đất của mình đó các bạn. Đất ruộng ở trên cái vùng núi cao này bạn, đường dòng ranh bự lắm, to lắm, cỏ nhiều lắm bạn, chạy xe được luôn á. Chứ không phải như mấy tỉnh mà ở dưới ngay chú trung tâm đồng bằng như Đồng Tháp, An Giang bạn. Đường thì dòng ranh sình lầy bùng lắm, mà nhỏ lắm, ở đây dòng ranh bự lắm. Đây là mấy cái chai thuốc thuốc sâu của chú, ông pha thuốc để ông xịt này các bạn. Thôi mình xin kết thúc video tại đây các bạn ơi. Mình quay một cái clip quay về đường đồng ruộng cho các bạn coi, rồi thì giờ mình cũng chia sẻ cho các bạn xem rồi. Thì bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Thì mình xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip này.